Bữa nay mình thực tập hớt tóc, nó đem cái đầu nó ra nó cạo rồi. Đi cái tỉ tao làm cha mà nó dữ lắm. Tao đi cái tỉ em hớt tiếp hay không tiếp? Không biết chữ mà nó bên đảo tao hớt không á. Vậy hả? Ừ. Hớt cho ai? Hớt mấy người trong đảo à. Mấy người, hớt mấy người trong đảo em hớt thấy ông thầy chùa. Giỡn mà, bên đảo có mấy ông chùa, khi nó hớt tao hớt đâu. Quá trời tao hớt. Bởi hớt xong rồi họ không xuống núi, họ ở trên núi không luôn. Đi hết không á? Tao không biết, đừng có lo. Chừng này còn sáng mà, cái gì tao đem ra tiệm tao sửa lại. Nhưng mà không, đừng có lo. Nếu mà tao hết chặt, tao trả tiền cho mày xin. Tao trả tiền sửa cho người ta. Dạ, hết đẹp hả? Sure. Số mấy? Mà số 4 rồi. Số mấy? Sao này có kiến vô? Cái này số mấy? Cái đó số 6 gì á, số 3, số 3, số 4. Số 4 hả té? Coi số 4 rồi, sao mày hả? Số 4 hả? Cái này nó không được. Để thử. Để thử. Vậy cái đó ta thử trước khi tao hết, tao phải thử đàng hoàng chứ. Ờ. Trời. Số mấy vậy? Thôi. Ê, cái này tao bầu cái này không được rồi. Cái này số 4 rồi, cái đó số mấy vậy? Trời ơi. Mày kiến lộ. Trời ơi. Thôi thế là được rồi. Thôi đừng. Bậy cái. Ê, này giống giống Satan đó, giống Satan mà đi thỉnh kinh với đường tạng à. Đường nắp tạng đó không? Của người ta, của người ta mua hót lại trên này ở dưới ở này cao nữa không? Ở nó thấp bây giờ này. Ở ngoài này cao, ở trong thấp đụng coi đẹp rồi, hơi lắm lần. Ờ cái này giống cái này như mưa thung lũng tình yêu gì á. À bậy bạ, biết là nền Silicon Valley. Silicon Valley à? Ờ, Silicon Valley, ai nói ở ở Cali nữa, Silicon Valley là biết ai, gì? Ai cũng biết hả? Ờ, đẹp không? Giống như mua hót vậy nè, mày mua hót. Thôi, trời trời. Mày chê thôi. Nhưng mà tí nói không, đều không ăn tiền mà. Không, mà chê thôi, chê nghĩ làm. Ê, làm đi. Không, chê nghĩ làm. Làm đi. Đúng không hết mà, không hết mà chê là sao? Gì? Thôi đi. Thôi, giờ hết sao? Ơ, chị đẹp lại. Trời ơi. Ông nào? Trời ơi, chú nó có tướng cái gì vậy? Cái này cái cờ của nước nào có chữ thật á. Tại của anh tên đó rồi. Giống như cờ cái người thế á. À, cái này là hai đường, cái này là hai đường phi vê giao nhau. Ok, ở giữa cái này xanh này đỏ đó nha. Đây, chỗ này cảnh sát đứng đây nè. Hai thằng cảnh sát đứng đây. Thất bại. Anh sao? Để cho hết nữa không? Hết nữa, cho đẹp đi. Hả? Hết cho đẹp đi. Đừng có lo, mày sao mày gung quá vậy? Tía gung quá, tía gung quá, còn đâu gung đâu, tía gung quá. Giỡn hoài, đụng á, giỡn sao có bằng cái người, bằng lái xe đó. Ờ, vậy cũng được không? Ừ. Được hả? Được. À, được, trả tiền không hết nữa mày. Ê, chưa không. Xong mà, biết mấy con nữa, cộng đây nè. Nè, hai bên đây nè. Ờ, ở Mỹ có gì là phi, có gì làm phi hoài vậy em, trả tiền. Trời ơi, chứ làm sao mà trả tiền rồi? Ngân sách nhà nước hết rồi. Ngân sách gì hết? Trời ơi, trời. Còn làm xong ở đường rồi còn ngàn sao? Ngân sách nhà nước hết rồi được, xì đủ mà nó chừng nào có ngân sách làm tiếp. Rồi chừng nào mới có. Chừng nào có thì nó không có thôi nghỉ. Để một bên vậy đi, còn tư dài dài như coi được. Rồi. Hả? Thôi, được rồi, hết đi, hết cho hết trơn đi. Cái này nhô nhô giống như na chai trời, thôi, hết đi. Na chai, đủ na chai. Không trả tiền nha, mới không trả tiền mà hất đứt lỗ tay gắn. Ủa nhưng mà trời, cái này kiểu gì? Cái này giống như là, cái này như không có gì hết, sao mà tự nhiên có sấy à? Giống như, cái này kỳ vậy? Ờ, giống như chó Phú Quốc vậy đó. Chó Phú Quốc nó có sấy rồi, chó chó độc á mày. Trời ơi, tự nhiên có này đây. Mày cũng mới tóc mày mệt lắm, sao mày ngó kiến hoài vậy, mệt quá, khỏi ngó kiến rồi để vậy đi. Tiếng hớt tóc mà tí làm giống như là cạo vừa khôi thế. Đồ mà làm cái công nghiệp mà đồ mà phải làm cho lẹ chứ, còn phải đi nữa chứ mà lẽ. Đồ mà đã đánh sát bắt hay gì đâu. Tên là ai một giờ có nhiêu tiền mà mang như mày vậy hả?
Không phải con gái đâu, nó tính không có đông gì Việt Nam hả? Nó ủ quá. Gì hết này tí có hẹn hớt tóc nữa hả? Hả? Trời, quá trời luôn á. Em không biết thôi. Như mấy người thầy chùa hay người hối đâu. Sao cái chỗ có cái quần này không hết? Cái chỗ mà có tóc, không có tóc gì vậy? Chỗ này có tóc nhiều nè. Trời ơi, cái ông đừng hớt vòng ngoài hoài, đừng đi vòng vòng nữa, đi thẳng đây nè, thẳng đây nè. Thì từ từ mà mình mới như là hớt tóc như là dí cù á, mình gặt lúa, mình gặt vòng, cái chuột nó gom vô rồi tới cuối cùng mới hớt cái đó. Coi nó hớt cái đó bắt chuột. Ok. Thôi cái này hớt không đều tí ơi. Hớt không đều tí ơi. Mày cãi tao qua. Ủa mày cãi nghĩ hết à. Đúng không? Thôi đi không cãi. Không đều tí ơi. Làm gì vậy? Đủ lấy cái cỡ vậy. Trời ơi, thôi. Ở không? Có được à? Không được. Hả? Không được đâu. Trời ơi, chơi hớt tóc mà ly. Mấy cái tô lại úp lên. Thế ơi, cái này nó chưa đều nè. Sao không lấy cái bự lại? Sao lấy cái bự lại hết? Mày có gì hết về trời hớt tóc lần nào cho hiểu? Có. Mày hớt tóc có khi nào mày chỉ con thợ không? Ủa má không nghĩ hớt á. Thôi. Có nhà mày chỉ con thợ không? Không, nhưng mà... Không. Giờ hết không? Chị đau đó. Đúng rồi, cái chỉ hoài à. Tôi lấy bác sĩ mổ, mày chỉ ơi, mổ ngay chỗ này nè. Đúng rồi, mày mổ hơi mệt. Rồi, thuốc mệt. Thuốc mệt. Bây giờ hết, bác sĩ ra mổ nó hơi mổ bên đây nè, đau quá, mổ. Đúng rồi. Trời hoài. Bây giờ hết cái bác hết sao? Cái bát làm nhọn á, nhọn như sao. Cái bát phải không? Ờ, kêu làm cái bát, làm cái bát. Khó hớt quá. Trời ơi. Ê, bắt cái đuôi rồi. Thôi, nghỉ rồi, bắt cái đuôi. Trời ơi. Ông nội, cái bát. Cái bát, cái này chân mày. Cái này đuôi chân mày. Ô mà. Trời sao hồi nãy cái tưởng. Hồi nãy nó tưởng mày chơi, mà đâu mà cái tay mày chỉ tưởng chỉ cái này thì là ngôi sao chứ không phải chỉ cái này nó thôi nghĩ đi. Nghĩ không thôi ngó gì biết nữa, đụng ngó hoài sao chứ ngó hoài vậy. Cởi ra nè. Mẹ ơi. Gì? Mẹ vô đây nè. Gì vô đây nè. Gì? Mới tóc xong. Hớt gì? Dạ. Trời ơi, rồi ẩm hớt mày đó hả? Không, tại con chưa chỉnh cái bát rồi xong rồi ổng làm cái vết này. Rồi mẹ có cái vết gì vẽ cho nó như mọc như thế này không? Trời ơi, cái ông nội đó. Đừng làm lũng cái gì vậy? Rồi. Dạ. Ừ. Rồi. Không giữ gì lắm. Dạ. Vậy. Xong rồi nè. Không. Tao để không? Để em vậy rồi mà tắm rồi sao? Tắm thì nó tan ra thôi. Rồi mất làm hoài vậy hả? Ừ. Thôi. Nhưng mà nó không có điều rồi sao? Tao biết cách rồi người ta. Sao? Tao chơi bên đây một cái nó liều đi. Mệt mày quá đi rồi đã tới con tao nghỉ hết rồi. Tôi uống không? Đều không? Không đều. Đó, đều đó. Ok mẹ mày lên tha lên nửa cái nữa. Đều không? Thì bây giờ chú này thôi. Lỗ kiên lỗ. Thôi được rồi. Đẹp thôi, quá đẹp. Đẹp không? Quá đẹp.